đi siêu thị mà sao trời mưa vậy ta? Không biết chừng nào mới tạnh. Như vậy làm gì cho bé chồng và bé cưng ăn đây ta? À đúng rồi, bịch súp xương bò Hàn Quốc bữa có mua trong Lotte Mart nè. Đối với sản phẩm súp xương bò hầm Yorihada thì khi sử dụng chúng ta chỉ việc cắt gói sản phẩm ra, đổ vào nồi và sau đó cho lên bếp thì chúng ta đã có ngay một tô súp xương bò hầm nóng hổi. Và nếu như chúng ta muốn ngon hơn thì các bạn có thể cho thêm thịt bò ăn kèm với cơm trắng hoặc kim chi thì bữa ăn của chúng ta sẽ càng thêm trọn vị. Như vậy là chúng ta đã có ngay một tô súp xương bò cực kỳ nóng hổi và thơm ngon rồi, dùng kèm với cơm trắng và một ít kim chi nữa thì còn gì tuyệt vời bằng. À và đừng quên là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ rắc thêm một ít tiêu để cho vị ngon của chúng ta thêm đậm đà nhé. Bây giờ thì thưởng thức thôi. Như vậy là chúng ta đã có ngay món súp xương bò hầm Hàn Quốc rồi. Vào những ngày mưa thì gia đình của Giang rất là hay thưởng thức món súp xương bò hầm Hàn Quốc đến từ thương hiệu Yorihada này. Đây là lựa chọn hàng đầu cho gia đình của Giang. Súp xương bò này thì được hầm với xương bò trong thời gian dài, không những là thơm ngon mà còn rất là đậm đà nữa. Ngoài việc chúng ta có thể sử dụng làm súp thì chúng ta cũng có thể sử dụng như là món canh. Giang thấy thì ở Hàn Quốc thì chúng ta thường hay sử dụng bằng cách là cho cả chén cơm này vào, sau đó là trộn đều lên và thưởng thức. Còn riêng Giang thì Giang thích sử dụng riêng, ăn kèm với kim chi và một chút cơm trắng. Bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức nhé. Rất thơm ngon và đậm đà. Sản phẩm này chỉ có bán tại hệ thống siêu thị Lotte Mart và hiện đang có giá là 35.000 trong một gói 500g. Mua ngay bây giờ các bạn nhé. Ăn no xong rồi thèm nhâm nhi chút gì đó nóng nóng, thanh mát, dễ chịu. À đúng rồi, trà gương mật ong. Trà gừng mật ong Choloquan hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa viêm họng cảm lạnh, hỗ trợ đường tiêu hóa. Wow, còn có giảm cân nữa nè. Nhiều công dụng quá, ta thử xem. Đối với sản phẩm trà gừng mật ong Choloquan thì khi sử dụng thì chúng ta chỉ cần pha 3 muỗng. 1 2 và 3. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ nước ấm vừa phải, khoảng nửa ly. Và sau đó thì chúng ta sẽ khuấy đều lên. Trà gừng mật ong Choloquan này không những là sẽ hỗ trợ đường tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng mà còn giúp cho các bé sẽ hỗ trợ được ngăn ngừa việc viêm họng cảm lạnh. Và đặc biệt là các mẹ cũng có thể sử dụng sản phẩm này như là một sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Và bây giờ thì chúng ta đã có thể sử dụng được rồi đây. Sau khi kết thúc một bữa ăn, cả gia đình của Giang thường ngồi lại với nhau và thưởng thức một ly trà gừng mật ong như thế này. Không những giúp cho hệ tiêu hóa tốt hơn sau bữa ăn, tăng cường sức đề kháng, mà vào những ngày mưa như thế này thì một ly trà gừng mật ong còn có thể giúp chúng ta ngăn ngừa được viêm họng và cảm lạnh nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức nhé. Thì một ly trà gừng mật ong như thế này còn có thể giúp cho chúng ta hỗ trợ giảm cân được rất là tốt nhé. Mua ngay tại hệ thống siêu thị Lotte Mart với giá 150.000 cho lọ 1kg. Trời mưa thì thích hợp đấy, nhưng mà làm thế nào để giặt đồ đây? Mọi người đều biết là quần áo thường xảy ra tình trạng là mùi hôi và ẩm mốc, đặc biệt là vào những ngày mưa nữa. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể giữ quần áo thơm lâu, thơm dai? Bí quyết của Giang và gia đình chính là nước xả vải Shopee đến từ thương hiệu Joyel. Hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều những dòng nước xả vải khác nhau. Vậy thì tại sao gia đình của Giang vẫn luôn lựa chọn Shopee đến từ thương hiệu Joyel? Thứ nhất là bởi vì sản phẩm này đa dạng và chúng ta có thể lựa chọn mùi hương theo sở thích. Và gia đình của Giang luôn lựa chọn mùi hương tử linh hương, một mùi hương nhẹ nhàng phù hợp cho cả Giang và cả gia đình của Giang nữa. Thứ hai là sản phẩm này với công nghệ tiên tiến và dây chuyền sản xuất hiện đại, đặc biệt là không chứa chất độc hại và an toàn cho da, thì sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho cả gia đình Giang.
Thứ ba nữa là với công nghệ giữ mùi hương lâu như vậy sẽ giúp cho Giang giải quyết được vấn đề ẩm mốc và mùi hôi. Và một điều đặc biệt nữa, bởi vì Giang là một người mẹ nên lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho cả gia đình, đặc biệt là cho con của Giang, sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Nước xả vải Sophie với giá 69.000 cho 1,8 lít. Đặc biệt, khi các bạn mua tại hệ thống siêu thị Lotte Mart sẽ được tích 3.500 điểm vào thẻ thành viên của Lotte Mart. Mua ngay bây giờ bạn nhé! À, và khi nhắc đến giặt giũ thì Giang vừa mới nhớ ra là gia đình của Giang vừa mới tậu về cho mình sản phẩm ra chải giường Creamy cũng đến từ thương hiệu của Joyelle luôn. Với sản phẩm Creamy đến từ thương hiệu Joyelle thì được làm bằng chất liệu vải cô tông. Và nhắc tới vải cô tông thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến những đặc điểm gì nào? Vải cô tông thì phù hợp với mọi loại thời tiết, đem đến cho chúng ta là cảm giác ấm áp khi đông về mà vẫn cảm thấy thoáng mát khi hè đến. Đặc biệt nữa là với chất liệu vải cô tông á, thì vải của chúng ta sẽ không bị phai màu nè, rất bền nè, không đổ lông. Đặc biệt là giặt giũ thì sẽ rất là nhanh khô nữa, rất là tiện lợi cho các chị em của chúng ta đúng không nào? Theo Giang được biết thì với quan niệm của nhiều người á, thì phòng ngủ không những là nơi để chúng ta nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc mà còn là nơi để chúng ta duy trì được lửa hạnh phúc của gia đình đúng không nào? Nên là Creamy biết được điều đó, nên với sản phẩm Creamy đến từ thương hiệu Joyelle thì ra trải giường sẽ có rất là nhiều những màu sắc và rất là đa dạng các hoa văn. Chúng ta có thể tùy ý lựa chọn để phù hợp với phòng ngủ của chúng ta nhất, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái nhất khi mà đêm đến chúng ta có thể ở với nhau bên cạnh người thân và gia đình của mình. Bộ ráp Creamy Cotton thương hiệu Joyelle 1m8 x 2m chỉ có bán tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, giá chỉ 590.000 một bộ. Tặng 59.000 điểm thưởng vào thẻ thành viên Lotte Mart. Mua ngay hôm nay cả nhà nhé!